Alo. Alo, em chào mẹ, em gọi cho mình từ bên Mabio, bên bộ nội xứ ấy. Mẹ cho Vâng. em hỏi thăm là mẹ dùng Mabio, mẹ tới sữa của mẹ cải thiện sao rồi? À bây giờ có sữa rồi. Vâng. À, có sữa rồi hả em? Nhưng mà đã Vâng. đủ cho bé bú chưa hả em? À, đủ cho bé rồi ạ. À, đủ cho bé bú rồi. Sữa có đắt lên không hả Vâng. em? Sữa đắt thì ạ. À, thế là cải Vâng. thiện rất là tốt rồi nhá. Bé bú trực Vâng tiếp hay vâng. là ti bình vậy em? Bé bú trực tiếp chị ạ. À, bé bú trực tiếp à? Mẹ hạn chế Vâng. ăn những thực phẩm gây giảm sữa, giúp sữa, mất sữa xuất xị nhé. Thoải mái tư vấn Vâng. tâm lý da em nhé. Sữa Vâng của em vâng. hiện tại là nó có về đêm và sáng sớm cũng như ban ngày nó có đồng đều nhau hay không em, hay là lúc, hay là nó còn chưa ổn định? Sữa Ban về ngày khoảng thì ít hơn. à, ban ngày ít hơn à? Vâng. Ừ, rồi, thế thì bây giờ từ ngày mai chuyển sang liều uống chính giúp chị. Đợt trước mẹ mới uống với cái liều cơ bản thôi, thì từ ngày mai nhé, liều uống chính là 3 viên sau ăn trưa và 3 viên sau ăn tối, uống sau ăn 15 đến 30 phút giúp chị. Vâng. Với liều uống chính này thì lượng sữa ban ngày và ban đêm của em nó sẽ đồng đều hơn nhé. Vâng. Thế Vâng. thì mẹ theo dõi giúp chị nhé. Cần hỗ trợ thì mẹ liên hệ đến bên chị nhé. Vâng ạ. Chị cảm ơn em, chị chào em. Vâng ạ.